Từ từ tôi cứ ôn riết giờ bắt đầu nó nhớ lại này, phải không? Từ từ phải nhớ. Bây giờ các vị còn nhớ chúng sanh trong đời ấy, tiếp tục ngang qua thì không có được tiếp tục. Chúng sanh trong đời ấy là trước hết là sáu cơ tánh đúng không? Có sáu khuynh hướng tâm lý đó, nhớ không? Rồi tiếp theo mà có đúng nhớ này không? Nhớ chúng sanh nó có nhiều loại người đó đúng không? Thứ hai là cái căn bản của chúng sanh là danh sắc. Nhưng mà do cái khuynh hướng và cái trình độ của chúng sanh ấy, cho nên nó có người sống với danh với sắc, có người sống chỉ với danh mà không có sắc, có nhớ đâu nhớ đâu ta. Rồi vậy sáu cơ tánh, rồi bây giờ tới danh sắc à, rồi cái gì nữa, tới sáu căn. Có chúng sanh trong đời này có đủ sáu căn, hoặc chúng sanh không đủ sáu căn mới nên không, nhớ không? Rồi như vậy thì mình lấy bao nhiêu đây là đủ để nói chuyện sáng nay rồi. Sáu cơ tánh tôi giả định như là tánh 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 tham đi à, tánh tham mà chúng sanh tánh người nó là tham nhiều, mà họ ở cõi dục phải không ta? Mình giả định đây là giả định cõi dục. Rồi cái gì nữa, trong sáu căn á là ở cõi dục là mình phải sống với sáu căn. Nhưng mà các bữa hôm qua mình có nói nha, là có những người họ thích họ cái nặng, họ về nhãn, có người về nhĩ, có đúng đó không? À, vậy thôi bây giờ mình cho cái người đó là nhĩ căn đi. Rồi nói về sáu cơ tánh thì họ nằm trong nhóm tham nhiều, còn nói về cả cõi thì họ thuộc về cõi dục. Cõi dục thì danh sắc có đủ đúng không? Rồi trong sáu căn á thì họ làm họ cái người đó, đó là họ sống nhiều về nhĩ căn đúng không? Thì đời đời họ sanh ra đó họ sẽ sống nhiều với ba cái này. Bởi ngày hôm qua tôi mới nói là có những người họ nghe, họ học, họ thích nghe nhiều hơn là thích 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 đọc, là tại họ về là người tánh tham, cho nên nó lọ sống nhiều về cái sự mà kiếm tìm trong đời Nặng về cái à, nặng đúng. Rồi trong danh sắc thì tại họ người có dụng trên họ có đủ cái danh sắc, xem chưa? Rồi một ngày nào đó họ tu thiền á, thì cái danh sắc họ nó khác một chút, danh của họ đó là chỉ xài danh thiền thôi, tức là tâm thiền, còn sắc họ là sắc tế, nhớ không? Đó còn tham hồi xưa là tham dục, bây giờ qua tham thiền phải không ta, hiểu không? Rồi trong rồi trong sáu căn thì bây giờ họ chỉ còn lại có ba căn, đó là nhãn nhĩ và ý thôi, phải không ta? Đó nghe kịp không? Chưa hết đâu, đây á, là sáu cơ tánh nè, danh sắc này phải cộng thêm nữa, có 14 25 đấy chứ đúng không ta? 14 25 đúng không? Có 14 25 không? Mấy cái này nó đi theo mình mà thì mình phàm rồi. Cái tham mình nó này nó nằm trong sáu cơ tánh đúng không, mà nó cũng nằm trong 14 đúng không? Rồi mà trong sáu cơ tánh nó có cái tánh đức tin và cái tánh trí tuệ đúng không? Thì cái tánh trí tuệ nó có đức tin trí tuệ nó có nằm ở trong 25 này không ta? Có có không? dạ có Rồi vậy thì hành trang của mình đang mang theo trên đường sanh tử là cái gì, là sáu cơ tánh nè, rồi danh sắc nè, sáu căn nè, rồi 14 25 nè, thấy chưa? À, mà trong mà bữa hổm có một cái bài tôi nhớ rõ, tôi nói tất cả cái tội lỗi của mình nó đều nằm ở trong số 14 của đúng không, và tất cả hạnh lành tu tập của mình, công đức của mình đều nằm số 25 đúng không? Như Bát Chánh Đạo cũng nằm trong 25. Rồi cái gì nữa, thất giác chi cũng nằm trong đây đúng không? Đó đó là nói gọn, cái đúng ra cái nói Bát Chánh Đạo nó nằm 25 cũng chưa chính xác lắm ạ. Vì Bát Chánh Đạo trong đó có cái tầm á, cái tầm nó lại nằm ở bên 13, nhưng mà cái đó là nói chi tiết, còn bây giờ mình nói gọn đi, nói gọn là nằm trong 25 rồi. Thì với bốn cái hành trang này mình đi sanh tử luân hồi, hiểu không? Với bốn hành trang này à, cái thứ nhất là mình thuộc về cơ tánh nào, thứ hai là mình sống nhiều với danh hay là sắc hay là cả hai, cái thứ ba nó là trong sáu căn mình nghiêng nặng về căn nào, rồi trong 14 25 cái nào mình có nhiều, có nhớ đó không? À, vậy nhớ cái này nha, lên tức là tất cả tội lỗi của ta đều nằm trong số 14, tất cả hạnh lành công đức của ta đều nằm trong số 25. Chắc phải ghi rồi, có phải ghi câu đó không? Tất cả tội lỗi phiền não của ta à, đều nằm trong số 14, cái đó phải ghi đặng, tại vì nó có cái câu sau quan trọng, cái câu đầu là một câu quỳ vốn, nhưng mà câu sau là câu quan trọng, mà thiếu câu đầu là không được, nó khổ vậy đó. Tất cả tội lỗi phiền não của ta đều nằm trong số 14, tất cả hạnh lành công đức của ta đều nằm trong số 25. Đó là cái gạch đầu dòng số 1. Gạch đầu dòng số 2, chuyện ta có chuyện ta mạnh hay yếu
Chuyện ta mạnh hay yếu trong số 14 ngày 25 đó, nó có quan hệ lẫn nhau. Mạnh thí dụ như trong số 14 đó, chị mạnh cái nào thì nó có ảnh hưởng đến cái trong 25, nó có cái gì đó nó bị ảnh hưởng bởi cái. Nghe hiểu đó không? Thì con nghe sẽ nói tiếp đi. Cô Phượng nghe kịp đó không? Dạ, dạ kịp. Dạ, trong số 14 á, mình mạnh cái nào á, thì nó sẽ bên số 25 sẽ có cái bị ảnh hưởng tương ứng. Hiểu không? Hai cái nó có liên quan. Dạ. Yeah. Cái này mạnh thì có nghĩa là hai khối, trong người mình có hai khối. Nó bắt cặp. Bên đây là khối 14, bên đây là ai cũng phải có khối 14 và khối 25 đúng không? Dạ. Yeah. Thì trong 14 này đó chị quanh mạnh cái nào thì cái mạnh đó nó sẽ làm cho một cái gì đó bên 25 bị yếu. Yếu. Yeah. Nó tương tác lẫn nhau. Dạ. Yeah. Và bên 25 có cái nào mạnh đó thì nó sẽ khiến cho bên số 14 có cái bị yếu. Yeah. Hiểu rõ lắm sư. Dạ. Hiểu không? Yeah. Và cái hành trang của mình nó là bốn cái này, mà đó giờ tôi đang nói cái thứ tư này nè. Trong số 14 mình mạnh cái nào thì chắc chắn là bên 25 sẽ có cái bị yếu. Và ngược lại bên cái 25 nó có cái nào mạnh thì bên số 14 cũng có cái bị yếu. Mày biết không? Mà bên 14 bị yếu là tốt hay xấu? Tốt chứ. Còn 25 thì yếu. Làm mạnh thì mới tốt. Phải không? Dạ. Đó, bây giờ hiểu chưa? Dạ. Cho nên trong suốt dòng luân hồi đó, mình sống nghiêng nặng về cái gì thì cái đó nó sẽ mạnh. Mình nặng về cái gì thì cái đó sẽ mạnh. Mình lơ là cái gì thì cái đó nó yếu. Thì trong suốt, trong mỗi cái sinh hoạt lớn nhỏ của mình mỗi ngày đó, cái đời sống của mình đó là sinh hoạt của 6 căn nha. Thì tùy thuộc vào sinh hoạt của 6 căn mà 14 và 25 yếu hay mạnh. Và cái yếu của bên 25 đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì đó bên 14. Mà cái yếu của bên 14 thì ảnh hưởng cái gì đó bên 25. Rồi ngược lại cái mạnh nào đó bên 14 nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì đó bên 25. Và cái mạnh nào đó bên 25 nó sẽ ảnh hưởng đến 14. Mà những cái đó đi đâu từ đâu ra, nó từ hoạt động 6 căn. Mà hoạt động 6 căn ở đây là mình, nếu mà mình hơi sáng ý xíu mình sẽ nhớ hoạt động 6 căn là cái gì. Tức là nằm trong 4 điều kiện hiện tại, vì 6 căn là hiện tại mà. Phải không? Thì trong 4 cái đó là gì ta? Sống ở đâu? Sống ở đâu? Thường gặp ai? Thường suy nghĩ. Đó. Thì 4 cái số 4 đó đó là nó ảnh hưởng đến cái này. Ảnh hưởng rất là nhiều. Sống ở đâu? Thường gặp ai, thường nghĩ gì? Ở đâu? Thường gặp ai? Đầu thường nghĩ gì? Thường làm gì? Như vậy gom 4 này lại là mình thấy rõ ràng đây là lý do tại sao mình phải sống chánh niệm, đúng không? Ừ. Bởi vì á, trong kinh ghi rất rõ, muốn sống chánh niệm là phải có một trú xứ thích hợp. Cái này có không ta? Ừ, đúng. Rồi. Và thầy bạn có ảnh hưởng quan trọng với hành giả tứ niệm xứ phải không ta? Dạ, rồi, nếu mà hai cái này mà quý vị lắc đầu thì đề nghị đừng có nhắc đến tên Kalama nữa nha. Rồi. Rồi sẵn tôi cũng nói luôn một chuyện mà quý vị đã biết rồi. Tại sao tôi chọn Kalama? Ngoài cái thời tiết thích hợp, ở đó thầy bạn trùng điệp. Vì bữa ấm cô đi thì đặt bát lên ba ao á, bữa ấm cô mà. Dạ, có, buổi sáng sớm. Có nghĩa là cô ấy Kalama mà cái lòng cô thấy năm thanh thản, cô có thể giọt lên đó, sát bên. Không có xa, cô đi xe Honda cũng được. Nếu cô bẩm thì cô bao xe 4 bánh. Còn nếu mà cô bèo á, thì cô thuê chiếc Honda ôm. Mà nó không ôm có chạy anh tỉnh, ví dụ vậy. Có nghĩa là trong thời gian mà cô ở Kalama, cái thầy bạn xung quanh dày đặc. Chưa kể những học viện lớn của Miến Điện đều nằm ở Mandalay hết. Cho nên từ ở Kalama là mình kiếm pháp học, pháp hành đều có hết. Như bây giờ là ngày bao là ngày đó, ngày đâu đi nữa. Ngày bao giờ về bên Pinulin rồi. Dạ, ngày nay đâu đi nổi nữa. Rồi kỳ trước mình đi với bà Từ Duyên thì cũng là cái bà kia cũng vậy đó rồi. Rồi bây giờ ngày diễn ngày Nam Mala, ngày cũng có một cái thiền viện ở Mandalay hả? Mình ở đâu? Mandalay. Rồi ngày Sitagu cũng ở đó. Và đó là ba con cọp của Phật giáo ở Miến Điện là đều nằm vậy đó. Chưa kể là vô số những vị vô danh khác, vô số. Như kỳ rồi mình phát hiện thêm một cái mô cốc ở Heho, nó kêu là Ruby Temple, nằm ở mỏ khai thác ngọc đỏ. Ồ, cái mỏ đó luôn, chỗ nó tên luôn. Cái tên chùa luôn, chùa đúng tên chùa, cái chùa Ruby Temple. Ruby Temple. Thì cái chuyện này chỉ trời nó đẹp, nó nói bà này phải đi. Phải đi, trên núi nó đẹp. Tại vì hả, có mặt cái đó rồi là sẽ đi thôi hả? Nó đẹp. Dạ. Mình đã đó. Nó đẹp. Nghe nói chị này cực kỳ khó tánh, đi đâu cũng chê mà bả lên nó phải chịu. Cái dắt chiều mọi chuyện chỉ thả bộ thôi trên núi mà nó xong độ. Hả? Toàn cảnh hả? Dạ, 360 độ. Vậy này,
mà thấy ghét lắm, mát mà gần phi trường hay hô, cách phi trường hay hô có cũng không, không có lâu ha. À, mà đi In Lê gần, mà đi về Calama cũng gần, tiện nó nửa đường mà nó nửa này nó kia, đi rất là tiện mà đẹp. Mà nó là truyền thống Bồ Cốc. Tại sao tôi hay khen Bồ Cốc? Bởi truyền thống Bồ Cốc là truyền thống mà bắt buộc mọi người phải học 12 duyên khởi mới cho tu, cho lý duyên khởi. Cho nên á, là sáng nay tôi sẽ giảng cho quý vị nghe về 12 duyên khởi, thì mình đang học mấy cái này mà. Dạ, chưa? Dạ, sao? Sao? Nói xong còn hỏi được. Ừ. Thôi. Cái 12 duyên khởi đó, ừ, với lại cái 24 duyên hệ đó là Phật giảng lúc nào mà rồi nó sao khác nhau sao sao? Khi Phật thành đạo xong á, thì cái tuần lễ thứ tư á, là Phật phạt Đức Thánh nói thế này: sau khi mà thắng Ma Vương trong cái đêm đầu tiên đó, thấy không, thì ngài mới bỏ cái canh đầu tiên để mà ngày ngày gì ngày quán ngày, ngày dùng cái quán cái túc mạng minh, rồi canh giữa là ngày quán cái sanh tử minh, rồi canh cuối ngài mới kết hợp hai cái minh nó lại để ngài đắc cái lậu tự minh. Thì đắc lậu tự minh một cách nào là ngài quán xét nhân và quả. Thì đầu hôm là quả, dạ, giữa là nhân. Ngày thứ hai đó ngày cộng lại ngày quán 12 duyên khởi. Quán duyên khởi là sao? Đầu hôm là ngày thấy là cái kiếp đó ngày làm heo, cái kiếp người kia ngày làm vua. Dạ. Xin chưa? Dạ. Đó là quả. Qua tới kiếp sau ngày mới quán tại sao mà ngày làm heo, tại sao mà ngày làm vua. Xin chưa? Dạ. Thấy không? Đầu hôm đó là quả, cái giữa là nhân. Tới cái canh cuối đó, tới cành cuối đó ngài mới thấy rằng tại sao mà có heo có vua là tại vì có ác có thiện, đúng không? Mà tại sao có ác có thiện? Do vô minh, không thấy được rằng làm heo là khổ, mà cũng không thấy được rằng làm vua cũng khổ. Hiểu không? Mà nếu mà làm heo khổ, làm vua cũng khổ, như vậy ác với thiện đều là nhân sanh khổ, nghe kịp không? Cả hai đều là nhân sanh khổ. Mà do đâu mà mình cắm đầu vô khổ này là do vô minh. Tại vì mình không hiểu được cả hai thiện ác đều là nhân sanh khổ hết. Chúng sanh trong đời có nhớ cái đó không? Hạng một là không biết thiện ác. Hạng thứ hai coi thiện là lối thoát. Xong chưa? Hạng thứ ba bỏ cả thiện ác. Không phải. Chết rồi. Coi thiện là tất cả đó, là trong đó có thiện dục giới, thiện sắc và thiện vô sắc. Hạng thứ hai. Còn hạng thứ ba đó là bỏ cả thiện ác, nghĩa là tu tập tiểu quán tứ niệm xứ. Chỉ có cái hạng thứ ba này nè, thì chính vì trong nhiều kiếp mình không có biết cái đó, cho nên đó, một là mình lọt cho hạng một, nghĩa là không biết thiện ác. Hạng thứ hai là coi thiện là tất cả, là lối thoát. Hạng thứ ba là bỏ cả thiện ác. Bởi vì sao? Bởi vì thiện là đưa mình trong các cõi vui, ác đưa trong các cõi khổ, mà cõi vui sống hết tuổi thọ thì sao? Rất trở lại nó khổ vậy đó. Còn cõi ác thì khỏi nói rồi. Cõi ác càng vô, cõi ác càng vô sâu thì cái cơ hội mà chìm sâu nó càng lớn hơn. Thì một lần mình đã làm heo rồi đó, thì cái duyên mà để quay trở lại cái sa đọa nó càng lớn. Nó càng lớn. Mà trong khi đó mình mang cái thân nhân thiên á, là cái cơ hội mà sa đọa đã lớn rồi. Thì sướng quá mà. Huống chi là làm heo, làm con ốc, con nghêu, con sò là cái cơ hội lên rất là khó. Cho nên đó là khi mà ngày quán là ngày nhớ tại sao kiếp đó mình làm heo ta. Do nghiệp ác. Tại sao làm vua? Do nghiệp thiện. Mà làm heo, làm vua, nó có cái đầu mà vui tuyệt đối không? Không. Heo là coi như không có, đâu có vui rồi. Nhưng mà làm vua có vui không? Không. Thì như vậy thì cả hai cái thiện ác này đều là cái nhân dẫn đến cái không vui, đúng không? Khi ngày thấy như vậy thì ngày mới quán thêm là tại sao có nghiệp thiện ác. Do nhiều kiếp không thấy được thiện ác là gì, do vô minh á. Như vậy từ từ đó nó mới, do vô minh á, nó mới dẫn đến nghiệp thiện ác. Xem chưa? Từ nghiệp thiện ác á, nó mới dẫn đến các tâm đầu thai. Chắc cô Phượng mới ghi này này, chị Quanh này nghe hiểu. Tâm đầu thai nó dẫn đến sự có mặt của sáu căn. Từ đó nó mới dẫn đến sáu xúc ở một đơn, sự gặp gỡ của sáu với sáu. Sáu xúc là sự gặp gỡ của sáu căn sáu trần á. Xong chưa? Rồi cái sáu thọ tức là cảm giác khi mà sáu căn gặp sáu trần. Rồi cái sáu ái
cái lần nữa là niềm đam mê cái sáu căn cảm sáu trần, đúng chưa? Niềm đam mê, dạ rồi. Rồi từ đó nó dẫn đến tứ thủ. Tứ thủ là giai đoạn giai đoạn mà gọi là sâu đậm của tham ái và tà kiến. Tứ thủ nói gọn là giai đoạn sâu đậm của tham ái và tứ thủ, đúng chưa? Tham ái và tà kiến. Ở tham ái và tà kiến thì từ đó nó mới dẫn tới cái gì? Nghiệp thiện ác trở lại. Có thấy nghiệp thiện ác trên không? Yeah. Bây giờ nó quay trở lại nghiệp thiện ác, đúng chưa? Rồi từ đó nó mới dẫn đến sự đầu thai. Rồi từ đó thả từ đầu thai nó dẫn ra là sanh lão bệnh tử. Rồi cái gì nữa? Vô minh. Khoan, rồi bắt đầu khoan nữa. Để trốn khổ sanh lão bệnh tử. Thấy không? Đó. Mà lại không biết bốn đế nên tiếp tục lẩn quẩn. Rồi thì chú anh nhìn lại là hiểu liền. Cho nên nãy chị hỏi tôi là ngày cái 12 giờ rưỡi là ngày quán lúc nào đó, tức là cái thứ nhất là ngay cái lúc sinh ra bình tử, ngay cái lúc mà ngày thành đạo là ngày phải quán sinh quán 12 duyên khởi, ngay lúc đó đó là một. Thành Phật xong bốn tuần lễ sau thì ngày dành nguyên cái tuần lễ thứ tư ngày nghỉ về duyên khởi một lần nữa, nguyên một tuần ngày nghỉ về giáo duyên khởi. Rồi là 7 năm sau ngày lên cõi trời thì ngày thuyết 12 duyên khởi lần nữa cộng với 24 duyên hệ. Lần một là ngày quán duyên khởi ngày thành Phật. Dạ. Lần hai đó là nô bốn tuần sau ngày dành 7 ngày để nghỉ về 12 duyên khởi. Lần ba là 7 năm sau ngày lên đâu lại ngày thuyết pháp cho Phật mẫu á, ngày thuyết duyên khởi và duyên hệ một lần nữa. Thì dĩ nhiên từ đó thì sao là ngày nhiều lần lắm, nhưng mà đặc khái là đó những lần mà trong kinh có ghi đó. Dạ. Ngày lên cõi trời ngày thuyết một lần nữa. Đó là thuyết, còn cái chuyện mà ngày suy tư thì suốt mùa thu. Trong kinh kể có rất là nhiều lần ngày đi kinh hành này nè. Cái ngày nhìn lại cái trong kinh kể, trong chú giải ghi rõ rõ. Khi Thế Tôn đang đi như vậy, Thế Tôn quán xét từ ở cõi địa ngục thấp nhất lên tới cõi phạm thiên cao nhất. Ngài thấy tất cả giống như là một con đường mà đang trải ra trước mặt ngài vậy đó. Chứ phải như mình mà ngài suy nghĩ, cái đó là 14 hay là 18 ta? Cái đó 25 hay là 27 rồi ngài không có. Khi mà ngài suy nghĩ, ngài thấy từ cõi địa ngục lên tới cõi phạm thiên, ngài thấy mọi thứ nó giống như một con đường đang trải ra vậy đó. Ngài thấy nè, ở đây là 14 nè. Chưa sống với 13 cộng 14 nè. À, nó mới ra bốn cõi đọa nè. Cái ngày nghĩ thêm, ngày thấy rằng 25 mà cộng với 13 nè, cái nó ra các cõi vui nè. 25 và 13 mà cộng với gì? Cộng với năm dục à, thì nó mới ra là 11 cõi dục vui nè. Rồi cái ngày nghĩ thêm là 25 này nè mà cộng với 13 nè mà cộng với ly dục á, thì nó ra các cõi thiền nè. Thấy không? Dạ. Thấy không? Dạ. Người thấy bố, người thấy 14 cộng 13 cái nó ra bốn cõi đọa. Dạ. Rồi cái 25 cộng 13 cộng với năm dục cái nó ra 11 cõi dục. Rồi cái thấy 25 cộng 13 cộng với ly dục thì nó ra các cõi thiền. Dạ. Rồi cái ngày nó tổng kết là người thấy nhóm này đều do vô minh mà có. Cái gì nữa? Dạ, dạ. Cái đám làm ác là do vô minh. Dạ. Mà cái đám mà khóa làm thiện dục cũng vô minh. Cái đám tu tập thiện cũng vô minh. Mà cái đám này cũng vô minh. Có điều cái đám này thì nó khôn đám này. Mà đám này thì khôn đám này. Nhưng mà khôn đây là nghĩa là gì? Khôn có nghĩa là trong cái nhà đang cháy thì đứa là chung sàn, đứa chung vô bồn nước, đứa leo nóc nhà. Chỉ có cái đứa tu tinh xứ là mở cửa dọn ra ngoài thôi. Chỉ có cái đứa tu tứ niệm xứ là mở cửa dọn ra ngoài. Còn cái mà bốn đứa kia, ba đứa kia thì đứa làm ác, đứa thì là thập thiện, đứa thì tu thiền.
thì nhìn thấy bốn ba đứa đó nó giống như đứa chung sàn, đứa chung như bồn tắm, đứa leo nóc vậy. Còn chị mới chị muốn muốn trả cho mấy cõi thiền muốn chung đâu thì tùy, nhưng mà đó là ba hình ảnh. Thì nhà trái thì cái chị thông minh nhất là phải gửi dọn ra ngoài. Ngài thấy mà ngài cũng không làm gì được hết sư, ngài nhìn hết nhưng Phật mà ngài trí không vô làm gì được biên, Phật hết, tâm vô lượng, không thể độ người vô ngài cũng không duyên. làm gì được hết. Bởi vì nếu mà ngài làm được thì mình bữa Thì nay là mình đã lên tòa mình ngồi hết đúng rồi, rồi. ngày giờ này Vì chị tại mình hiểu sai về Phật. Ai Phật cũng thương. Cái gì Phật cũng biết. Đức lành nào Phật cũng có, nhưng có cái thứ tư không được, không phải cái gì Phật cũng làm được. Cái thứ tư nhiều người tưởng lầm là Phật làm, nhưng cái thứ không có. Không có cái vụ mà Phật làm gì cũng được là mẹ cái đó chịu sẽ ha, chịu. thấy mẹ chịu Cái gì cái Phật nghiệp cũng chúng biết. sanh nặng quá Nghe ha, nè, cái gì Phật cũng chịu biết. Thí dụ một người đầu bếp giỏi biết nấu 1 triệu món ăn, nhưng mà bây giờ trong cái nhà bếp nó không nồi không chảo không gia vị thì người đầu bếp nó đứng, chỉ đứng nhìn thôi. Chứ giờ nó không à, tôi nghĩ ông giỏi mà, nghĩ ông nấu ăn cho vua mà, ông ngon chứ ông nấu đi. Mình đôi khi chảo nồi dao kéo không có, dao thớt không có, rồi gia vị lúa gạo hành tiêu ớt tỏi không có. Nói, ông ngon mà ông giỏi mà, nghĩ ông nấu ăn cho vua mà, ông nấu đi, ông nấu đi. Nấu gì nó thiếu tùm lum sao nấu. Ông nấu ông biết 1 triệu món ăn, là 1 triệu món Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, ông biết nhiều lắm. Ông nấu cho hoàng đế, cho vua, nấu cho những cái dịp mà giáo hoàng lên ngôi, rồi ông là đầu bếp số 1 của hành tinh. Nhưng mà bây giờ đưa ông vô một cái chỗ mà nó thiếu tùm lum, nó nấu cái gì hả? Thiếu tùm lum nó nấu cái gì? Còn giống như một cái bác sĩ giỏi bằng trời, bây giờ đưa một đứa mà ung thư kỳ cuối là ông chết rồi. Tại tôi có đọc một cái chuyện này là một ông tỷ phú Mỹ đó. Mà con ông bị cái bệnh gì mà coi như ngặt nghèo, bệnh hiếm, bệnh hiếm không? Cái bệnh mà triệu người chỉ có một đó, thì ông triệu phú mà đâu tiếc tiền. Ông gõ cửa hết, trong đó có một người mà tôi thấy tôi giật mình, là y sĩ riêng của Đức Dalai Lama. Mà đọc nó tôi biết, tức là cái bác sĩ riêng của Đức Dalai Lama đó là kinh dị lắm. Có ổng là một bác sĩ mà từ một cái trường nào đó danh giá của Âu Mỹ á, mà cộng với nó là ổng cực giỏi đông y, cực giỏi. Giống như ông đây có bác sĩ Hiếu mà qua tôi muốn cô đi đó, là cha này đó là ổng bằng mà của thụy sĩ đó, là ổng một bấm như này, ổng đủ thứ bằng hết, bằng tùm lum hết rồi. Mà trong đó ổng là cực giỏi về chăm cứu, bác sĩ tây y. Người đó ông là đông tây kết hợp, người đó ông là cuốn từ điển y khoa, cuốn từ điển đi y khoa hội Việt Nam của Sài Gòn đó, của bên này Cộng Hòa đó. Ổng Ổng nhỏ xíu người à, mà ổng lanh con mắt, ổng mình nhìn mình sợ đó. Nhưng mà bây giờ mà cả ổng là đã giỏi, còn cái này y sĩ riêng của Đức Dalai Lama là coi như là giỏi dữ lắm luôn. Nhưng mà gặp riêng đó là ông cho ông kia cũng là chắc cũng tôi nghĩ chắc cũng phải quấy dữ lắm á mới được gặp á. Nhưng mà thua, tôi không phải là chúa trời. Tôi phải chúa trời ai đâu xa. Cái thằng cha mà thằng cha iPhone này cho gì chấp bộ lên cho gì cho Steven Jobs, trước khi cha chết cha bỏ qua bên thụy sĩ 2 năm thụy sĩ này, cho tới trường đại học Basel á. Đại học Basel cái tiếng đó là đại học, thật ra trong đó nó có một cái bộ phận mà coi như là bệnh viện, vừa nghiên cứu vừa áp dụng những phát hiện mới về y về dược, mà đồng thời nó cũng là chỗ chữa trị, vừa dạy vừa nghiên cứu vừa áp dụng để chữa trị những với những phát hiện mới nhất về y về dược. Xem sao chị chịu làm chịu. Ông chết để là 5 tỷ, ông chết để là 5 tỷ đô la đó. Nghĩa là ông sẵn sàng ông bỏ ra bao nhiêu tiền. Mà tôi biết một chuyện, giả định như mà bệnh nó cứu được mà tốn nhiều tiền nữa, thì 100 tỷ cũng có người bỏ tiền ra để cứu ông. Bỏ ông mượn với tư cách ông đi mượn, có người cho mượn mượn 95 tỷ còn lại để cứu mạng người có. Thì ông chết trẻ quá mà mới 50 rồi. Nhưng mà không, tới cái đó là ung thư rồi. Mà có nhiều người ngộ lắm, nghèo ung thư lại thoát. Có họ có nó ngộ lắm. Còn có Đó người là do cái phước duyên cái của đó chúng là tôi. cuộc bí mật sinh học, cái cơ thể, cái cơ chế ngộ lắm. Thần tự nó giải quyết. Còn có người đó là giàu bằng trời đó, nhưng mình chỉ có quỳ lại thôi chứ không có cách nào đó. Cho nên đó là nhớ nha, Phật trí vô biên, Phật tâm vô lượng, không thể độ người vô duyên. Vì sao? Vì ai Phật cũng thương, ai Phật cũng thương, và căn cơ của người mỗi người Phật đều biết. Nhưng Phật không thể chỉnh sửa một cái người vô duyên, bởi vì cái lòng của họ vốn dĩ không có hướng về giải thoát.
Trong kinh ví dụ giống như là mình không thể nào mà nấu cát thành cơm, không thể nào biến đất sét thành vàng được. Bởi vì cái thành phần hóa chất của đất sét nó rất là xa lạ với vàng. Không thể nào lấy đất sét nó nấu thành vàng được. Như vậy đó thì là bữa nay mình học về, trước hết là tôi ôm lại cái nền này trước. Mỗi người cái hành trang đi vào cuộc sanh tử nó gồm có sáu cơ tánh này, danh sắc này, sáu, đúng là sáu căn chính là danh sắc đó, nhưng mà bây giờ mình không tách ra nó chuyện khó quá, phải tách nó ra. Thì tại sao tách cái danh sắc ra là bởi vì tôi muốn nhấn mạnh một điều là có những cõi mà ta sống chỉ có danh mà không có sắc, chỉ có cõi có sắc mà không có danh, chỉ rồi có cõi có cả đủ danh lẫn sắc, xem chưa, chưa hết, nó còn có cái này nữa. Nói cái cõi đó sống có danh mà cái danh nó cõi nó không giống danh của khác, danh nó là cái tâm á, sắc cũng vậy. Nói cái cõi nó có sắc mà có những cái sắc cõi nó có mà cõi kia không có, nghe kịp không? Đó, bên này học cái đó đó. Và chính vì trong sáu cõi luân hồi mình cứ đi cái vòng này, cho nên nó là tôi nói giống mình giống như cục tuyết hồi đầu nó mới lớn như này, cái nó càng lăn cái nó càng lớn dần và nó kéo từ đó bao nhiêu rác bao nhiêu thứ tào lao. Mình cũng vậy, là có kiếp mình cũng thiền dữ lắm nha, mình cũng sanh lên cõi vi tưởng, vi tưởng có danh mà không có sắc, có lúc mình sanh vô cõi không cõi vô sắc chứ, có danh mà không sắc, có lúc mình sanh vô cõi vô tưởng có sắc mà không danh, rồi có lúc mình sanh lên cõi phi tưởng phi vi tưởng, có lúc mình sanh xuống cõi địa ngục cõi người, nói chung mình đủ hết. Nhưng mà có một điều, do cái này, do bốn cái này nè, sống ở đâu làm gì đó, cứ mỗi mình kiếp sanh ra đó với điều với cái nền tảng của bốn cái này nè, thì cái hạt giống nào ở trong cái này này nó được nuôi dưỡng lần nữa. Tôi nói có nghe nghe kịp không, hiểu không? Tức trong người cô có nguyên một núi hạt giống trong á, bầu bí mướp khổ qua đê, sữa đậu rồng tùm lum hết, thì cứ mỗi lần cô sanh ra trong một cái cảnh giới nào đó, do nghiệp nó đẩy mà, thì khi cô sanh như cảnh giới đó thì đậu rồng nó đặc biệt phát triển, còn bầu bí mướp là chịu thua, có hiểu không? Hả? Dạ không nghe kiểu đó. Rồi có kiếp chị sanh ra đó thì coi như cái gì cũng không mọc, chỉ có hổ qua nó là mọc được thôi. Mà trong người mình nào cũng một túi hạt giống hết, nhớ nha, trong người mỗi người luôn luôn có một túi hạt giống, nhưng mà tùy hoàn cảnh, ví dụ như tùy hoàn cảnh và tùy thời điểm, tùy môi trường, tùy điều kiện, hoàn cảnh môi trường điều kiện thời điểm mà cái hạt giống nào trong này nó phát triển. Hồi nào cho con luôn thắc mắc là cái hộp giống ở đâu, nhưng mà bây giờ thì Vậy chưa? Nó là thói như quen, nó chỉ là là thói thói quen thôi. quen Khi chưa đủ duyên nó không lòi ra, bởi vì nó phải đủ duyên rồi thì cái gì, cái gì nó làm cho các hạt giống mà mình mang theo á, cái nào được phát triển. Nó quan trọng ghê gớm. Ghi cái câu này nè, tùy thuộc vào bốn, tùy thuộc vào bốn điều kiện này mà các hạt giống ta mang theo á, cái nào phát triển. Tùy bốn điều kiện là nó kể sống ở đâu gặp ai đó hả? Mà cái, thì hạt giống chỗ cho tài sản giống mình, chủng tử nào trong ta được phát triển, tùy thuộc vào bốn hạt, bốn cái điều kiện ấy mà hạt bà chủng tử nào trong ta được phát triển. Bây giờ hiểu chưa? Cho nên ngày ngày Lê Đi đó, ngày có nói một cái câu mà trong cái quyển mà Pháp Thượng Nhân đó, Bồ Tát Đạo đó, ngày có nói ngày 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 dĩ nhiên ngày nói theo kinh thôi, ngày nói đừng có tưởng là hôm nay ta làm các hạnh làm là ta cầm hết tất cả đem theo rồi kiếp sau, người đó chỉ mang theo cái thói quen thôi. Nhưng mà cái quên rồi, bữa chiều qua theo muốn nghe cái này, sự bốn điều kiện này á, nó chỉ là cái tất cả là có ba cái phải không, cái thú tâm lý môi trường có nhớ bài đó không, môi một trường là một đó là tiền nghiệp, tiền nghiệp ba cái tiền nghiệp rồi cái hai khuynh hướng tâm lý, thứ ba cái là này môi trường là sống, môi thứ trường ba sống. là cái môi, Bốn thì trong môi trường sống đó nó mới có bốn cái này. Môi trường sống, môi trường thôi. Đúng, vậy là bà nhớ này, bà này bà bốn nhớ này, này. Nó, Trong bốn cái này là môi trường, còn môi thêm trường. Hai cái kia nữa. Còn có khuynh hướng tâm lý với tiền nghiệp là nó nằm ở trong cái chủng tử. Thì nghe, nghe. Do nghe 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 nghe. Tiền nghe. nghiệp. Do tiền nghiệp. Không? Nó mới đưa tôi vô cái cõi cõi A. Xem chưa? Rồi vô cõi A này á, là do cái khuynh hướng tâm lý đó mà tôi sống như thế nào, nhưng mà chưa có đủ. Còn cái thứ ba nữa tức là cái môi trường sống á, nó gồm có bốn, thì chính cái này nè nó mới là khiến cho cái chủng tử nào của tôi được phát triển. Vì sao nghe? Bởi vì bây giờ chị sẵn là chị hỏi tôi chủng tử nó nằm trong đây nè, trong cái tiền nghiệp thói quen, trong khuynh hướng tâm lý. Trong khuynh Dạ, đó là do cái tiền nghiệp. Tiền nghiệp nó không có nặng, tiền nghiệp do một cái nghiệp tôi cúng cái phần trái chuối, cái kịp không?
trái chuối và củ khoai. Thì cái đó nó yếu lắm, cái tiền nghiệp nó chỉ là cái visa để đưa tôi vào cảnh giới này thôi. Cái nặng là cái khuynh hướng tâm lý, tiền nghiệp nó ra từ khuynh hướng tâm lý, tất cả chưa chắc, tại có nhiều cái nghiệp nó không phải là từ khuynh hướng tâm lý mà nó do cái này. Có nhiều cái tiền nghiệp quá khứ nó được tạo ra bởi cái môi trường. Cái khuynh hướng tâm lý tôi là người rất là bỏng sẻ, hiểu không? Nhưng mà do điều kiện là tôi được sống gần Đức Phật, cho nên có một cái ngày cái tự nhiên cái tôi có cúng cái ngày được một cái củ khoai. Nghe kịp không? Nhờ cúng cái củ khoai đó cho nên tôi mới sanh về trời, gọi là sanh vô làm con của đại gia. Như vậy hồi nãy chị Hồng với quan trọng cái tiền nghiệp, nhưng mà tôi nói không, cái tiền nghiệp nó không quan trọng. Bởi vì cái tiền nghiệp có thể nó là cái nghiệp mà được, tiền nghiệp chỉ đáng kể khi nào được tạo ra từ khuynh hướng tâm lý kìa. Chỉ có những cái tiền nghiệp, tiền nghiệp nó có bốn loại: thường nghiệp, trọng nghiệp, khinh thiểu, nó có loại khinh thiểu nữa. Rồi tới cận tử, lá dính vô nghiệp khinh thiểu. Chủng tử nằm đây. Chủng tử thì nó khuynh hướng tâm lý. Không, chủng tử là bữa nay lần đầu tiên tôi nghe chị nói bắt đầu tôi nghi ngờ vậy rồi. Cái chủng tử nó phải nằm trong khuynh hướng tâm lý. Còn cái tiền nghiệp không phải, cái tiền nghiệp ở đây là hồi nãy tôi có nói tiền nghiệp nó có bốn. Tiền nghiệp nó có bốn. Lỡ đó là khinh hiểu nghiệp thì nó mới đáng kể. Hồi nãy tôi nói nè, tôi là bỏng sẻ 50 kiếp rồi. Nhưng mà tại vì là bây giờ do tôi ở gần Đức Phật, tự nhiên bữa tôi gặp ngày đi ngang tôi thấy ngày đi bác từ sáng đến giờ. Phần lớn là do cái khuynh hướng tâm lý. Phần lớn, nhưng mà lỡ mà cái khinh hiểu là không phải. Dạ. Mình nói chuyện phải cẩn thận. Cho nên á, cái mà chủng tử phải nằm trong đây nè, chứ không phải nằm trong đây. Nó phải nằm bên tiền nghiệp, bên tiền nghiệp nó có bốn loại. Cái nghiệp nó có bốn. Thường nghiệp là những gì ta làm thường xuyên, trọng nghiệp là nghiệp trọng đại to tác, khinh hiểu nghiệp là những nghiệp rải rác rời rạc, cận tử nghiệp là những nghiệp làm lúc gần chết. Thì trong năm cái nghiệp đó, cái chủng tử nó tập trung ở đâu? Thường nghiệp. Cái trọng nghiệp thấy nó ghê đó, nhưng mà không ghê. Cái khinh hiểu thì khỏi nói rồi. Cái cận tử thấy vậy, như một đời mình có bao nhiêu lần để tạo cận tử? Dạ, một lần. Trong khi cái thường nghiệp thì sao? 80 tuổi là 80 năm. Người nào cũng lặp đi lặp lại những cái đó mới ghê đó. Trong khi cái cận tử nghiệp là nghe ai cũng nói thấy ghê. Nhưng mà nó chỉ có một tích tắc đứa thì chết thôi. Rồi cái anh mà trọng nghiệp thấy ghê thiệt, nhưng mà trong đời được mấy lần. Còn cái khinh hiểu là nó khinh hiểu là rải rác rồi. Cái khuynh hướng tâm lý đó, nó là cái thường nó là cái thường nghiệp đó. Cái này mới ghê nè. Cái mà bởi là do hỏi cái chủng tử nằm đâu, tôi tưởng nằm đây này. Thì nãy con nói là cái tiền nghiệp nó đi từ khuynh hướng. Cái ông này là ông visa, mà visa này không đáng kể lắm. Ví dụ như tôi sắp đi Miến Điện là tôi có cái visa có 1 tháng à. Cái visa nó mới ghê. Cái ghê nhất đó là cái đời sống thường ngày của tôi, lĩnh gì trong người tôi đó, cái đó mới quan, cái túi tiền của tôi, cái khả năng tài chính của tôi, hoặc là cái bệnh hoạn trong người của tôi, cái đó mới quan trọng. Chứ còn cái visa nó ghê thì giá trị không thấy. Tiền nghiệp đó là chỉ để đưa mình sanh vào cái đưa vô chỗ đó. Đúng, đúng. Nó chỉ đưa, nó là cái visa thôi. Nhưng mà cái ghê gớm là cái anh khuynh hướng nè. Hồi nãy con cũng nói. Còn cái này, nhưng mà đừng có thường cái anh này. Cái môi trường. Bởi vì anh này cái duyên hiện tại. Cái anh này ảnh hỗ trợ cho cái nào, ảnh hỗ trợ cho tiền nghiệp mà ảnh hỗ trợ cho tiền nghiệp. Dạ, bởi vì trong kinh nói thế này, khi anh sống với tâm lành thì cái tiền nghiệp cái cơ hội mà ác nó trổ ít. Mà cơ hội cái tiền nghiệp thiện nó trổ nhiều nếu anh sống bằng tâm lành. Còn nếu mình sống bằng tâm ác á thì cái tiền nghiệp bất thiện nó sẽ dễ phát sanh hơn. Khi anh sống ác ôn á thì cái cơ hội mà cho ác nghiệp nó trổ quả lớn hơn. Mà khi anh sống lành á thì cái cơ hội mà thiện nghiệp nó trổ lớn hơn. Bởi vì sao? Kích thích. Rồi ở đây thế nào trong đây cũng có người ngạc nhiên. Nó nói cái nghiệp nó đã đến lúc nó trổ thì từ dầu mình tu cỡ nào nó cũng trổ không. Nói giờ nói nghèo lắm. Mình có vô số tiền nghiệp. Nó có cái vô số, trong đó có những cái dầu anh tu cỡ nào nó cũng không chặn được. Nghe kịp không? Anh tu cỡ nào cũng chặn được. Nhưng mà có những cái là nó ngay cái lúc đó nó trổ, và cái thiện của anh hiện tại nó đủ mạnh để nó kích thích cái đó cho đừng xuất hiện hoặc là phải xuất hiện. Cái ác cũng vậy. Có vô số ác nghiệp nó đang chờ nó trổ cho mình, mà cơ hội nào? Bữa nay nó đúng lúc rồi, nhưng mà bữa nay nếu mà gặp nhầm lúc mình đang ác nữa đó, thì nó ra đã luôn. Còn cái nghiệp thiện, có những cái quả thiện bữa nay nó trổ mà gặp lúc mà đang tu lành nữa thì nó lại ra đại quả. Cho nên nói ba cái phong thủy bói toán tử vi tử bình
nói gom lại cũng không bằng Đức Phật. Đức Phật nói là sống thiện đi con hết. Ngài không có nói nhiều, nhưng mà với cái trí ngài thấy nát hết, ngài cuối cùng là chỉ có cái tên là sống thiện thôi. Một là gieo nhân mới, hai là mở cửa cho quả lành cũ. Cứ luôn luôn nếu vô lý mình dốt mình cứ nhớ vậy. Sống thiện là nó có hai cái lợi, một là mình gieo cái nhân lành mới, hai nữa là mình mở, mình tạo điều kiện cho cái quả thiện cũ. Đây là lý do vì đâu mà anh phải sống chánh niệm, bởi vì chỉ có chánh niệm anh mới sống thiện được. Chỉ có chánh niệm anh mới sống thiện được. Bây giờ nói với anh tu tâm từ phải không? Anh nói tôi, anh không có tu tâm xứ, anh chỉ tu tâm từ. Tôi vẫn nói cho anh biết, nếu anh không có chánh niệm thì cái tâm từ của anh có vấn đề. Chị Hồng nghe cái đó không? Hả? Thiếu chánh niệm sao tu tâm từ? Nó kẹt vậy đó. Dĩ nhiên chánh niệm của người tu tâm từ thì nó không có mạnh bằng cái người tu tâm xứ, đúng. Nhưng mà nếu mà nói phủ nhận cái vai trò của tâm từ, của tứ của chánh niệm là không được, tại vì nó bị quên. Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng lắm. Chánh niệm là gốc của các hạnh lành. Chánh niệm là gốc, mà trí tuệ là nóc. Ngày ngày dạy trong tăng chi thì các thầy kêu như trong một cái nhà thì cái nóc là ở chỗ cao nhất. Trong các biện pháp trí tuệ là chỗ cao nhất. Đi từ cái nóc mình có thể mình quan sát mọi thứ, bao trùm mọi thứ, nhưng cái nền nó vẫn là chánh niệm. Đây là 12 viên khởi, là cô Phượng phải ghi cái này, dầu mấy ngày nay cũng không học gì hết, cô chỉ ghi như đây rồi cô đổi vé bay chị lên cô bay cũng được được. Cái này xin mấy cái này bài của xin yeah. Chị lấy đi luôn. Cái này nó quan trọng đến mức gì thấy cô thấy tôi nói rất là nhanh, nhưng mà đủ là qua lấy vé máy bay rồi. Do không biết 4 đế, tức là vô minh đó, thấy mũi tên này không? Do vô minh trong 4 đế nên nó dẫn đến nghiệp thiện ác. Có nghĩa là do không biết cái gì cũng là khổ, cho nên cô mới do không biết hai cái này, một cái là không biết hai cái này là thuốc độc, cho nên cô thấy cái nào đắng thì cô bỏ, mà cái nào ngọt thì cô theo. Nhưng mà cô không hề biết rằng cả cái đắng cái ngọt này là đều là thuốc độc hết. Nghe kịp chưa? Yeah. Hiểu hả? Yeah, hiểu. Yeah. Có nghĩa là khi mà cô không biết đạo á thì cô thấy là mang thân nhân thiên là hạnh phúc, mang thân xa đọa là đau khổ. Chính vì cô nghĩ vậy cho nên cô ráng làm phước để sanh về các cõi nhân thiên. Nhưng mà cô không biết một chuyện nữa là mang thân nhân thiên cũng là một cái khổ. Còn cái người mà dưới cô bằng nữa là gì? Không hề biết đến thiện ác luôn. Thì cái người nó quá tệ rồi. Còn cô khá hơn, cô biết thiện ác, biết siêu đọa. Nhưng mà cô lại kẹt, cái dướng kẹt trong cái siêu đọa. Không được. Tu là chỉ cầu gọi là giải thoát sinh tử. Mà hôm qua trong bài giảng mà tôi có nói, khi mà anh không thấy được cái sự có mặt anh là khổ thì anh đừng nói tôi anh tu. Anh không thể thấy cái này nó là gánh nặng. Chưa hết. Anh không hề thấy là sự có mặt trong bất cứ cõi nào cũng đều là gánh nặng. Vì sao vậy? Vì thứ hai lý do nhất, sống hết tuổi thọ đó phải trở lại chỗ cũ. Giống như bây giờ mà tôi đem cô vô trong một cái chỗ mà tiện nghi sang trọng 5 sao, tôi cho cô ở đó 1 tháng. Sau 1 tháng đó tôi giam cô vô trong nhà tù, hoặc tôi đem cô tôi giết. Thì cô thấy 1 tháng mà ở trong cái 5 sao nó không có vui phải không? Cái chuyện mà một cái người mà hiểu được đạo họ thấy cái thời gian mà sanh của trời đó, bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu tỷ năm đối với họ đó, nó giống như là cái phòng 5 sao mà trước khi vô tù rồi đó. Thiệt sự như vậy, không khén cái đó. Tại vì không có cần chuẩn bị địa ngục. Tôi nhờ mấy con bà chằn là tôi đã lạnh như sống rồi, hoặc tôi đi biển gặp mấy cái con hào mà nó bám trong đá là tôi đã sợ rồi. Tôi tưởng tượng bây giờ tôi chung như trong đó là tôi mới kiếm nào ra. Chứ đừng có đem gì địa ngục rồi băm dầm rồi mổ bụng mút mắt cà với nhám đó là không có, nó quá rồi. Bây giờ tôi hỏi con sò nè, con hào mà nó nằm trên biển đó, mình chung như đó một cái là cái như là nó 1057 luôn. Mà hồi mình còn sống mình thích tùm lum hết. Mình thích cái này, mình thích cái kia, mình toan tính luôn, mình nó tắt thở một phát rồi mình dung với nó rồi 1057. Tôi biết tiếp rồi mình bà, trong kinh Kalama đó, trong cái quyển Kalama tôi có trích một cái bài kinh Hiền Ngu. Trong đó Đức Phật dạy này, cái tỳ kheo một khi đã xuống rồi đó thì cơ hội đó lên rất khó. Vì sao vậy? Vì ở đó họ luôn sống bằng cái works instinct, tức là bản năng tệ nhất. Works có nghĩa là lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, yếu luôn luôn sống trong sợ hãi,
đó, và trốn chạy quanh co khuất lấp, và cứ nghĩa là con thú nhỏ là nó chỉ biết đó là chờ bên kia tới làm thịt nó thôi, còn thú lớn là ăn rồi cứ lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu, nó chỉ biết chứ nó không có biết cái gì hết, không biết cái gì ngoài ra cái chuyện này. Cái tới giờ mà nó đói rồi đi kiếm cái nào nó nuốt rồi nó nuốt, con cóc nó nuốt con trùng, mà nó nuốt con trùng nó le ngoe mà con cóc là nhìn thấy nó thấy ghê rồi. Mà thật sự ngẫu nhiên bình thường mấy con cóc mình không có sợ, mà con trùng mình không có sợ, nhưng mà hai cái đó nó kết hợp thấy nó kỳ quá đi, hiểu không? Nó nghĩ gì thấy ghê, tôi quay là tôi thấy con cóc nó đang nuốt con trùng, mà nó nuốt được phần nữa con trùng nó le ngoe, mà lúc mình thấy con cóc nó dơ, bây giờ nó dám ăn con trùng nghĩa là nó đã dơ rồi, mình ngửi lên con trùng nó le ngoe như con bún mình cũng nhét. Mà cái chuyện nó nhỏ xíu mà nó theo tôi năm nay là cũng 30 năm rồi đó, không giờ tôi quên rồi, nó ghê quá đi, nó bị sạch dơ hết, nó cứ quất thôi. Mà đôi khi nhiều người lật ra mà thấy con sâu là sư lý ra sư có họ nhờ tôi đang ngồi đây nè, mà đúng chứ họ làm gì nè, sư tỏi cái gì lấy ra. Cái bữa có lúc tôi cũng lấy, có lúc tôi nói trong tình huống này lấy cái keo cắt cái lá nó bỏ luôn, bỏ cái lấy thì nó quá thông minh, mà không nó ngộ lắm, nó nghĩ quá ra. Là tôi nói tôi đâu có rảnh, tôi đâu có rảnh đâu, tôi lấy ngoài không, tại vì họ làm bếp mà sẽ gặp cái nó hoài à. Thì tôi nói bây giờ là cứ lấy cái kéo cắt cái lá đó là bỏ đi thôi, xong. Rồi họ còn hỏi nó cắt bỏ đi đâu nữa. Nó sợ, nó bế tắc nhiều cái lắm, nó bế tắc. Nó hỏi cái mình cắt là bỏ đi đâu. Cũng kiếp rồi, nên tôi lại bắt tôi hướng dẫn từng bước vậy đó. Cũng kiếp. Mà nó rút tay nè, cô bây giờ bỏ ra đâu. Nhưng mà cô nghe, hai cô nghe cái này mấy cô mới rung nè. Chúng ta hôm nay giàu trí thức sang trọng giàu đẹp cỡ nào, bốn cái trí thức sang trọng giàu đẹp cỡ nào, cái khả năng ăn phân người và thịt sống của ta luôn luôn có trong đây. Không hiểu hả? Hiểu nhưng mà hiểu không? Cái chủng tử mà ăn thịt sống và phân người á, nó nằm luôn luôn nằm trong cái chỉ cần chờ cơ hội để mà nó chỉ cần đầu thai chuyển kiếp của cái đó là cái đó cái dễ sợ lắm. Cho nên tôi nhắc lại là sang hèn trí thức đó, cho nên trí thức cách mấy, giàu đẹp cách mấy, đại gia nha, đại gia nha, nhưng mà cái khả năng ăn phân người và ăn thịt sống liếm máu tươi là lúc nào cũng phải sẵn người, miễn là mình còn phàm nữa. Trong kinh nó chỉ có tu đầu quần mới mất cái khả năng đó, mất cái chủng tử đó. Còn dưới tu đầu quần thì cái chủng tử mà ăn phân người và uống ăn thịt sống máu tươi là đều có đủ rồi. Cái đó mình phải tin rồi. Tại vì bây giờ chuyển kiếp một cái là khả năng nó cực lớn, chỉ có tu đầu quần mới hết khả năng đó. Còn vị pháp sư tâm tạng ấy, khả năng nó vẫn còn nguyên, không có mẻ một gram nữa, mẻ cũng không có mẻ, nó còn nguyên nữa. Đi bà tại sao tôi dám nói đó, pháp sư tâm tạng có bằng ngài không? Ngài làm đủ thứ con hết. Là đủ thứ con. Bây giờ pháp sư tâm tạng mình nói dĩ nhiên trong đó cũng có những gì là Phật tương lai đó, nhưng mà tôi hỏi mình Phật mình là đã có rồi, mấy vị đó nếu có là Bồ Tát này cũng vậy đâu. Nhưng có một điều về nó đi cũng phải nói lại, đó là mình đứng từ cái góc độ văn hóa của con người thì mình thấy cái đó nó thấy ghê, nhưng mà khi mình sanh xuống đó thì nó cũng bình thường. Nếu như Phạm Thiên họ nhìn mình mà tự nhiên cái lấy nguyên cái thức ăn cái nhét vô mồm á, với tất cả niềm đam mê không thiên cái trội tuổi được sao nó mộ rỡ vậy ta. Nhưng mà cái người mà bắt là thôi thôi bây giờ đừng nói chuyện này, nghe bây giờ nè, nghe bây giờ những cái món cái thầy gì bỏ miệng, bây giờ tôi kêu gì bỏ vô bao á, bỏ vô hết, canh chua cá kho đồ xào rau luộc miếng nước mắm miếng nước tương rồi bánh bông lan rồi táo rồi giống như cái thùng rác chuối rồi giống như khi mình tôi nhét vô xong rồi đó thì tôi hỏi cô có gớm này hay không. Mà đồ mới đó nha, tôi đang nói đồ mới đó. Đồ mới. Đó, giờ cứ bỏ vô, tôi kêu gì bỏ đấy nha. Tôi kêu salad bỏ vô, rồi cam chanh, rồi cá kho thịt bằm, rồi gỏi salad visa bỏ vô nè, táo lê, bỏ nho bỏ vô. Bỏ vô xong rồi tôi kêu mở ra coi gì đóng. Cái cá kho mà trộn vô như chè thì nghĩ nó ra cái gì. Không hiểu không? Nó kiếp lắm. Tức là nó tận cùng mà mình thấy nó cái còn đó để chiều nay nó thiêu rồi không quá xa, ngay bây giờ chỉ cần cái cá kho mà pha với chè ba màu rồi kho với nước coca cola với thêm mấy miếng táo bỏ vô với mớ xà lách nó trộn mà thì ngay bây giờ mình mở cái bình là mình nhìn là mình đã lạnh rồi.
vậy mà mình đành lòng mình giống nó vô trong đây với toàn bộ niềm đam mê, và mình phải trả mấy chục đô la cho cái bịch đó, mình trả mấy chục đồng thôi nhé, mấy chục đô la để cho nguyên cái bịch đó, mà vì mình tống nó vô đây cái mình xúc miệng đánh ra cái mình nhai kẹo gâm hết. Có hiểu cái đó mới thấy mình cứ càng lớn tuổi mình ngồi mình nghĩ mà tại sao Đức Phật vậy, ngày dạy là khi thấy như vậy đó thì cái khả năng tham tóc của mình nó giảm đi nhiều lắm. Mà khi mà mình biết gớm cái này nè, cái khả năng mà chấp nhận thị phi giỏi hơn người bình thường, thì mình đã coi nó không là gì hết. Khi mình coi nặng cái này nè thì bắt đầu mình mới đáp ứng nhu cầu cho nó. Nó đòi là phải mặc cái đó, trên tóc là phải gắn cái đó, là bên lỗ tai phải đeo cái đó, ở đây đồng hồ phải nhẹ nha, khăn quàng phải màu đó nha, là do đeo cái thằng này nó xúi. Chứ khi mình đã ớn nó quá rồi đó, thì cái chuyện bận tâm lo cho nó giảm đi nhiều lắm. Chứ chưa kể nhiều chuyện mà càng nói nó càng nhục. Mình trang điểm mình muốn người ta nhìn đúng không? Đừng có nói là không muốn. Dù mình đã có chồng rồi, nhưng mà mình quên một chuyện, mình ra đường mình có nhìn ai không? Hiếm lắm. Chỉ có người thiệt đẹp, thiệt xấu hoặc là thiệt nổi tiếng, chỉ có ba người này mình mới nhìn thôi. Chứ thường ra đường ai mặc gì cả cha đó. Nhưng mà từng người trên đường, nhất là phụ nữ, trước khi họ ra đường họ phải mất biết bao nhiêu thời gian, mà ra đường không ai nhìn hết. Không biết nói hiểu không? Yeah. 100 người nữ mà trước khi ra đường là hết 95 phần là người đã mất thời gian rồi. Nhưng mà cái số người nữ mà được gọi là được đền đáp xứng đáng đó, nghĩa là mình mệt thì được người ta chiêm ngưỡng cái sự ngưỡng mộ và ghen tị đó, thì trong trăm thì được chừng 1-2. Còn đa phần đó mới nhìn, người ta chỉ lướt ngang cái nó lâu ồ nó là phố đồ hay ha, rồi xong. Chứ người ta không có nhìn theo ngưỡng mộ rồi chạy theo hỏi thăm rồi học hỏi rồi ghi chép, không có. Cái ẩn nó này hay nè, đúng không? Cái áo đó mà nó quấn cái này hay á, nhỏ này hay nè. Tự nhiên cái áo nó mặc mà nó chơi nó cột với bụng hay á. Rồi thôi, nghĩ nó xẹt cái này xong. Rồi khi mình chơi cho mày nửa tiếng đồng hồ để mình trang bị cái đó. Được chưa? Rồi. Cho nên là mình đang học về là hành trang của mỗi người mang theo trong sinh tử là cái này. Với hành trang ấy, đó, ta đã lăn lóc trong cõi sinh tử bằng cái hình chữ nhật này. Cái hồi xưa con cũng không hiểu đó, là con không biết được cái chủng tử á. Nó nằm ở đâu á? Nó phải nằm. Nó nằm nó vậy đó. Con không biết nó nằm ở đâu. Nó là cái thói quen. Ở trong cái lỗ này, ở trong cái lỗ mà cái nào là thiện ác thôi. Ở trong cái phòng gá hay là nó ở đâu thì bây giờ sư nói nó nằm ở bên duy thức á. Bên duy thức thì nó nằm bên phòng gá. Bởi vậy mới kêu là A Lại Gia. A Lại Gia chính là Phật Lăng Nga. Nhưng mà bên Nam Tông mình lại nói không. Bên Nam Tông nó nằm trong cái thiện ác. Nhân quả. Không phải, nằm trong cái nhân thôi. Cái nhân, dạ đúng. Nó phải là nó phải trổ quả rồi. Tức là mỗi một cái lỗ tâm thế này nè, nó trong đó nó gồm có một mớ là quả, rồi có một bảy cái này là nhân. Xong rồi nó quất cho một lô gì đó là quả. Thì chỉ có cái đoạn bảy này thôi là nhân nè. Chỉ còn cái pháp văn gia này nó không có nó, dạ. Nhưng mà bên A Lại Gia bên duy thức thì nó nằm trong cái trốn trong đây, bởi vì sao nó cũng có lý. Nó là tại vì nó là di sản của kiếp trước để lại cho kiếp này, chứ còn mấy cái thiện ác này là cái mới xuất hiện trong kiếp này mà, hiểu không? Nhưng mà họ quên một chuyện, cái này mới là nhân nè, còn mấy cái này là cái quả, nó là học thấp bị luộc rồi. Nó giống như đu đủ đực á, biết đu đủ đực không? Cái cây nó không ra trái, cái cây đu đủ đực á, mình trồng nó ra, nó trồng nó cứ lên bình thường nhưng nó ra trái, vậy là đu đực. Nhất do cái cách nghĩ phàm phu mình, mình nghe nói cái gì có thì nó phải có chỗ chứa. Dạ. Nhưng mà mình quên một chuyện là người có học tí túc chút xíu về khoa học, họ cũng sẽ thấy rằng không phải cái gì nó cũng phải dạ. Có một cái chỗ chứa cụ thể. Thí dụ như nó là cái cây, nó cây xoài, hỏi chuyện này mùa nào nó cũng trái, nó tháng 6. Hỏi vậy bây giờ tới hồi cái tháng 5 nó nằm đâu, trước khi nó ra bông á. Dạ. Hỏi trái nằm đâu, giống cũng như hàm nghe là thua. Dạ. Mình đâu chỉ được cái thời gian sau cái thành ra bông đó, bông nè, hỏi vậy mấy trái nằm đâu cũng chỉ không được, hiểu không? Dạ. Rồi cái thời gian sau cái bông nó kết lại còn thành cái trái nhỏ xíu rồi nhá. Thì hỏi cái trái này làm sao mà nó cái trái bự nằm đâu, cái trái mà mình ăn nằm đâu, bây giờ nó còn chút xíu gì, hiểu không? Dạ. Nó cũng nói không được. Khi đủ duyên thì dạ. Thấy cho nên hoặc là cái ví dụ mà tôi thích nhất đó là cái quẹt.
khi mà chưa đủ duyên thì cái hộp quẹt đó nằm đó, cái bánh xe nằm đó, cục đá nằm đó, ga nằm đó, miếng xăng nằm đó, không có lửa. Hoặc là tôi nói hoài mà còn tưởng là cái mặt họ đơ ra, mà tôi kêu họ chết hoài mà giờ chưa ai chết, tôi tiếc, tôi phải nghe họ chết tôi mới chịu. Cái bài thơ của Tô Đông Pha: tiếng đàn không nằm trên dây, tiếng đàn không nằm trên ngón tay, nhưng khi ngón tay và dây đàn cộng lại, ta nghe được tiếng đàn. Hiểu không? Cái câu thơ ở đây ổng là Phật tử. Cái ví dụ đó rất là hay. Còn Đức Phật kể ví dụ khác là bùi nhùi là một bên, đá lửa là một bên. Khi đá lửa không không được tác động bởi cái cây cây cái cây quẹt á, cái cây mà mình, khi đá lửa chưa được tác động thì bùi nhùi vẫn là bùi nhùi, nhưng mà khi mà cái viên đá lửa được tác động thì bùi nhùi lúc bây giờ nó trở thành ra là nhiên liệu, và lúc đó từ cái nhiên liệu lửa nó mới có mặt. Còn khi mà cái cục đá lửa nó chưa được tác động thì bùi nhùi nó chỉ là bùi nhùi, bùi nhùi Dạ biết. đó. Nhưng mà lát nữa khi mà lửa nó bị nó được nhen ra rồi, nó xẹt ra rồi đó, thì lúc đó bùi nhùi nó trở thành nhiên liệu. À, thì và tôi cũng thích cái bài của tôi luôn ha: tiếng đàn không nằm trên ngón tay, tiếng đàn không nằm trên sợi dây đàn, nhưng khi ngón tay kết hợp với sợi dây đàn, ta bèn nghe tiếng đàn. Cái pháp đời đều là do duyên ha, à, do duyên ha. Như cô biết hôm nay có một người mà cô gọi là chủ tịch nước, là tổng bí thư, cái người đó bắt đầu từ một con lòng lọc, có biết không, biết được lòng không Dạ biết. à. Rồi cái con lòng lọc đó nó phải tự nhiên thành chủ tịch nước, nó phải theo năm tháng nó thành cái phôi, nó fœtus, cái embryo nó lớn từ 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 từ, rồi nó được bà mẹ nó chăm sóc làm sao mình không biết, ăn uống rồi nó nuôi lớn bào thai, từ một cái con nòng nọc nó từ từ cái nó lên thành ra là một cục thịt, thì cục thịt nó tự nó ra năm nhánh, hai tay hai chân, nó lúc đầu nó mới là nhánh thôi nha, hồi đầu nó ngộ lắm, hồi đầu nó làm gì nè, hồi đầu nó là nó gì nè, nó là cái nhánh thôi, nó làm cái nhánh thôi, rồi từ từ trong mấy nhánh này có một cái là cái đầu. Nó phát triển tới đó nó ngừng, còn cái nào có tai chân thì nó phát triển dài ra, nó phát triển từ 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 từ, được bà mẹ ăn uống thuốc men thực phẩm nuôi dưỡng từ từ nó ra đời, nhưng mà đâu có đủ, nó phải nhờ bao nhiêu là duyên khác, bởi vì nó ra khỏi bụng mẹ là chỉ đầu tiên nó bị cắt cắt cái đúng rồi, cái từ đây sao nó phải tự sống, bắt đầu nó bú mẹ rồi sao nó ăn baby food, từ 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 nó ăn mấy cái đồ mềm, rồi từ từ nó ăn giống người bình thường, rồi nó phải được thầy cô dạy dỗ, xã hội dạy dỗ, trường lớp thầy cô, xã hội gia đình, nó bao nhiêu nguồn năng lượng nó ung đúc, nó từ từ nó lên thành 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 đoàn viên, rồi lên đến đảng viên, rồi nó mới làm cán bộ sở, cán bộ ngành, rồi lên từ 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 là cuối cùng vô trong trong ủy viên trung ương, rồi nó làm tổng bí thư. Nó trải qua một loạt một quãng đường rất là dài gồm các nhân viên chứ không phải dễ, mà chưa kể là trong cái quá trình mấy chục năm đó, mấy chục năm phấn đấu đó, chỉ cần một cơn bão bệnh xong, một cái tai nạn giao thông xong, một sự hiểu lầm về tình cảm bị tới đâm xong, chỉ cần một một cái lưỡi dao ngắn ngắn như là đủ đủ kết thúc một sự nghiệp. Để mình tưởng mình ghê gớm, nó dễ hẹt, nó dễ hẹt, nó lái xe mà nó lạc ta lá là mình xong. Cứ là quả nó Chứ nghe trong kinh nó quả nó cái mình không có đủ tuổi thọ nữa, khi còn không đủ tuổi thọ để sống làm thực hiện sự nghiệp nữa, thì nó có nhiều cách để nó kết thúc. Dạ, mà nó kết thúc bằng cái quả đó. Dĩ nhiên. Dạ, như vậy thì đó, cái quả đó thì nó sẽ nó ở đâu, cái quả đó thì nó phải ở cái chỗ này hả sư? cái quả đó, quả này Cái nó quả. quả, nó giống như trái xoài đó, nghĩa là nó chưa có không có nói được, tức là khi mình có một cái thiện thiện niệm hay là cái ác niệm nó xuất hiện trong đầu mình á, không có tâm thiện tâm ác xuất hiện, thì nó sẽ kín đáo tạo ra hai thứ nghiệp, đó là nghiệp bình sinh và nghiệp tái sinh. Nghiệp tái sinh tức là cái tâm đầu thai đó, một lúc rồi nó sẽ xuất hiện để mình đi. Còn cái tâm, còn cái quả bình sinh đó nghĩa là sau khi mình đầu thai rồi đó, mình sẽ sống như thế nào đó, thì gọi là quả bình sinh. Hiểu không? Bây giờ do tôi sát sanh nè, do tôi sát sanh cho nên nó tạo ra hai cái quả. Thứ nhất á, là quả tái sanh, tôi cứ sao tôi sanh ra tôi làm cái con gì đó, còn quả bình sinh đó là sau khi làm cái con đó rồi đó, tôi bị con khác giết. Hiểu không? Cô vẫn hiểu. Dạ, hiểu. Cái Sư nhắc lại cái bài mới trước À, quả tức là bình mỗi một sinh cái và tái quả sinh thiện như hay một cái nghiệp thiện ác nó cho ra hai quả, quả quả tái sanh và quả bình sanh.
Quả tái xanh là cái tâm đầu thai. Còn quả bình xanh tức là không biết chừng nào nó trổ. Dĩ nhiên quả bình xanh rồi mình không biết kiếp nào nó trổ. Kể cả quả tái xanh cũng biết, cũng không biết kiếp nào nó trổ. Vậy Đức Phật nhưng biết. Bây giờ cái hiện tại ví dụ nó trổ, bây giờ mình bây giờ nó đang trổ cái quả mình đang học như vậy. Thì nó nằm ở đâu, ở trong mấy cái chỗ này, nó nằm ở đâu trong cái này, nó nằm ngay đây, nó nằm chỗ số 5 này nè. Ngủ quá số 5 là cái ngủ trong thức á. Dạ thế nằm trong ngũ song thức, nó không còn đâu pha con gá nữa, thì không, đó, cái này là kêu là tâm nhân, cái này là tâm quả. Quả cái này là tâm quả. Dạ ngũ thức là cái gì nhất, ngũ thức là tâm cái gì quả. Thì ngũ thức là mắt tai mũi lưỡi thân, mà tất cả những cái nghiệp thiện ác nó đều ở cõi dục, đang nó ở cõi người. Dạ. Tất cả nghiệp thiện ác nó đều trổ qua con số 5 này hết. Dạ. Ví dụ như bây giờ tôi chém chị nghe, giờ tôi chém vậy, vậy nó nằm ở ở thức nào, trong ngũ thức nó nằm ở ở cái quá tua thân hả? Vậy bắt đầu chị hiểu rồi đó, chị hiểu rồi đó. Nhưng rồi bây giờ tôi chửi chị thì qua đây đó, tôi đánh chị, tôi chửi chị, không tôi tạt nước tạt người dơ người chị, vậy nó quả, vậy nó phải nằm ở số 5 không? Phải rồi, nhưng mà cái này là tâm quả. Tâm quả. Dạ thì bởi vì hồi nãy con cũng nói cái này cô cũng nhưng mà khi mà nó chưa có chỗ thì mình không biết nó nằm ở đâu. Dạ. Đó, nó không có chỗ chứa nghe. Ồ thì nó chưa trổ. Nhưng mà khi nó trổ qua số 5 này nè. Nó trổ qua cái quả. Trổ qua 5 căn. Trổ qua quả này. Dạ 5 căn. Mà 5 căn chính là quả. Rồi cái a lại cái gì đó, cái gì thôi dẹp con đa đi, nó nhốt một bài không phải mình. Con tính phao quan gá. Cái phao quan gá không á, là nó không có mắc nói gì trong này. Cái cảnh ngũ phần là cảnh gì? Nó cảnh ngũ phần tức là cảnh để nó bảo vệ cái kiếp. Cảnh cái tâm là cũng phải có cảnh đúng không? Dạ. Thì tâm ngũ phần là nó biết cảnh cận tử kiếp trước. Có nghĩa là hồi kiếp trước đó là chị còn nhớ không? Dạ, con nhớ mày mãi. Có nghĩa là kiếp trước đó là đời sống mình nó là vô số cái sắc na tâm đúng không? Dạ. Thì khi chị sống đến đây là 90 tuổi này phải không? Dạ. Thì cái tâm này tâm là tâm tử nè. Dạ. Còn tôi hay kêu tâm mệnh chung á, không? Rồi xa mệnh chung là tới tâm tái sinh đúng không? Rồi sau tái sinh là tới hữu phần đúng không? Dạ. À, hữu phần. Thì cái tâm hữu phần của kiếp này nè, nó biết là cái cảnh. Cái cảnh của kiếp trước, cái cảnh mình tại tâm mạng chúng nè. Dạ. Tâm hữu phần của kiếp này đó thì cái cảnh của nó chính là cái cảnh cận tử kiếp trước. con nghe rồi mà con nghe lời con vẫn còn muốn nghe. Hiểu không? Cũng không nghe cho nó chính xác, cho nên cái người mà nó cùng hung cực ác luôn quanh khốn nạn gỡ nào đó, khi nó ngủ mặt nó rất là hiền, là vì lúc đó nó đang sống bằng pha băng ga. Mà cái cảnh cận tử kiếp trước nó phải là cảnh tốt, nó mới được làm người chứ. Kiếp này nó mới được làm người chứ, hiểu không? Hiểu hả? Cho nên đứa nào cái mặt nó ngủ mà cũng hiền á. Để cái sắc tâm của nó tốt, là cái đơn giản rồi. Đó thì cái quả của hữu phần đó là cảnh cận tử kiếp trước. Còn cái chuyện mà cô nói là quả của ba cái nghiệp ác thì vậy đó, nó nằm hết, nằm ở số 5 này nè. Nó nằm qua 5 căn. Tại mình bởi vì mình không chịu học giáo lý, mình tưởng là quả là gì, gớm có tất cả hạnh phúc và đau khổ nó chỉ là tụi thể hiện qua 5 căn thôi. Khi đó con nói quả sư không chịu, xin lỗi sư. Con nói quả sư không chịu, sư nói nhân. Thì cái hành hồi nãy cái gì đó nó duyên, cái chỗ duyên á, con nói cái này nó phải trổ một cái quả, nó đủ duyên nó trổ quả, sư nói không nhân. Không, vậy nãy tôi hiểu cái chữ chủng tử thì nằm bên nhân. Chủng tử nó nằm bên nhân. Ôi, à xin lỗi. Chủng tử nó đủ duyên thì không, chủng tử là cái chủng tử là gì? Chủng tử là cái thói quen thiện ác là chủng tử. Dạ, cái hạt giống á, nó phải nằm bên nhân. Còn cái quả nó phải nằm ở 5 căn, nó phải hiện qua 5 căn. Còn cái hồi nãy là chị hỏi đó là cái chủng tử nó không phải nằm đây được. Chủng tử là cái thói quen thiện ác, nó phải nằm ở bên tâm nhân á, cái tâm chỗ 7 động lực á. Vậy nói cho cô Phượng nghe đó. Cái này là hai chị kia biết rồi. Thì trong đời sống mình nó có vô số cái sát na thế này, thì trong đó phần lớn là toàn là tâm quả không à. Phần lớn thì cứ lâu lâu khoảng chừng 1 phút 2 phút tùy người, cái đó bất định. Thì mỗi khi mà mình thấy cái gì đó thì đằng sau cái thấy đó nó là thiện hay ác trong 7 sát na liên tục. Thấy kịp không? Rồi sau cái 7 sát na nó cứ tiếp tục từ thấy rồi từ chuyển qua nghe hay chuyển qua ngửi gì, rồi qua chuyển qua suy nghĩ gì, tôi không cần biết. Mà tôi chỉ biết là cứ mỗi một đoạn 17 cái thì nó trong đó có 7 cái ác hoặc thiện. Hiểu không? Trong 17 cái thì mình đời ta có vô số lần
xuất hiện của chuỗi 17 sát na tâm. Nó là dạy dạy cho con nít còn bú á, chỉ có 7 trong đó là thiện hay ác. Ngoài ra đều là tâm quả. Hiểu không? Chỉ có 7 trong đó là thiện hay ác, tức nhân, theo chữ tức, tức nhân. Tức nhân. Đó, ngoài ra đều là quả. Đều là quả quá khứ. Tức là đời ta có vô số lần xuất hiện của một cái chuỗi 17 sắc na tâm, mà trong đó chỉ có 7 cái trong số đó. 7 trong số đó là số nào? Trong số 17 có sắc À, na tâm đúng thì còn lại 10 đúng, để câu này có thể hiểu lầm. 7, chỉ có 7 trong trong 17 đó thì còn lại 10 cái là quả, còn là tâm 17 tổng là quả không nhân. à. Đó thì cho nên nó cứ nghĩa là đời sống mình toàn là nhân với quả, cái tâm Dạ, là tổng quả nó đang xen lẫn thì nhau. cái gọi là cái mà cô đang gieo trồng thiện hay ác Dạ, là cô con gieo nghe. trong số một cái chỗ chặng 17 này Dạ. nè. Đó, chỗ số 7 Ừ. này nè, 7 sát na liên tục, mà tại tôi ghi tắt, tôi ghi 7 đúng rồi, nó là 7 sát na, 1 2 7 cứ là 1 2 3 4 5 6 7 đó thì Thành ra là những cá nhân mà mình gieo hiện tại có thể làm thay đổi cái quả mà mình đã gieo trong quá khứ. được. Nhưng mà Được. với điều kiện, với điều kiện là cá nhân nó phải mình gieo cỡ nào, Với là tùy theo cái duyên mà đưa đẩy tới nữa. phải cỡ nào, chứ đừng có nghe như là Được, ham. Thế bây được, giờ được. tôi ráng làm phước, tôi chuyển nghiệp là Ừ, nó không ừ. có, nó là một phần rất nhỏ. Bởi lý do là sao nhỏ là bởi vì cái thói quen ác của mình nó mạnh dữ lắm, mà còn cái việc thiện, làm thiện mà làm mà để mà gọi là chuộc tội á, cái tâm nó yếu lắm. Làm thiện là chuộc tội, tâm nó yếu so với cái ác quá khứ. Nhớ cái đó. Vậy là bây giờ sáng nay là tôi giảng về 12 duyên khởi, mà bây giờ hiểu không? Tôi nghi không có hiểu. Chứ cái này nó đơn giản dữ lắm. Do mà sơ ngộ ba cái nói theo trong kinh 35 bằng nó thiếu cái chuyện đơn giản, họ nói hoài họ không hiểu. Tôi hỏi cô từng câu, cô hiểu không? Khi tôi nói mọi thứ trên đời đều là khổ, cô hiểu không? Dạ hiểu rồi. Phải không? Dạ hiểu nha. Rồi. Kể cả cái sự yêu đời cũng là khổ, Dạ. xem chưa, Ừ. Dạ hiểu. xem chưa. Rồi cái Đức Phật ngày cái đầu tiên ngày đó là nguyên cái dòng Ô Vam này đều là khổ, rồi cái sau đó ngày mới nói thêm kể cả sự yêu đời, Ừ. xong rồi cái ngày mới khoanh tròn cái này nè, ngày nói tuy nhiên ở trong cái khổ đó nó có một cái Ô Vam nhỏ, bản thân cái Ô Vam đó lại là nguyên nhân tạo ra một cái Ô Vam khác. Dạ hiểu, dạ hiểu. Tất cả mọi thứ ở đời là khổ, kể cả cái sự yêu đời, hiểu chưa? Dạ. Mà bản thân cái sự yêu đời nó vừa là khổ, bởi nó nằm trong đây mà, Dạ nó nằm trong đây nó phải là khổ chứ. Nhưng mà nó vừa là khổ, mà nó và lại vừa là điều kiện để tạo ra một cái ô van khác cũng là cái dòng khổ. luẩn quẩn mới nữa. Mà trong cái ô van đó nó có sự yêu đời không? Lại có Có nữa. chứ, có ai sanh ra hối Dạ. đời? Sự yêu đời, sự yêu đời, Tức là cái dòng luẩn thì quẩn cái sự đời nó tiếp tục nó tạo ra cái ô mà. Cái van sự yêu đời khác, nữa. trong đó lại có cái sự yêu đời nữa. Chỉ có sự nhàm chán thì mới chấm dứt Khi được. nào nó mới hết này, nó mới hết. Chỉ có sự nhàm chán. Hiểu không? Dạ hiểu. Mà tôi cho con biết này còn rùng rợn nữa, sự yêu đời ở đây nó không chỉ có ở mấy cái người đang hạnh phúc, hiểu không, đẹp giàu giỏi, mà nó nằm luôn trong con chó con heo nữa, hiểu Nó thích cái không? món Nó thích, nó enjoy, cuộc enjoy, nó sống thích nó ăn đó, enjoy. nó thích ăn, rồi nó thích vuốt ve, rồi nó thích nằm chỗ ấm, rồi nó gọi là yêu đời. Nó cũng một cái, mà còn mình hiểu chứ yêu đời đây có nghĩa là đang mãi yêu đời, cái là mình thích cái gì đó trong cuộc Vui thích, sống vui thích. đó. Thì bây giờ là tất cả đều là khổ, kể cả cái sự yêu đời, không? Kể cả sự yêu đời, mà cái sự yêu đời nó bản thân nó vừa là khổ, mà nó lại là điều kiện để tạo ra một cái khổ khác, một sự tái sanh khác, mà trong sự tái sanh đó nó lại cũng có sự yêu đời nữa, thì cái sự yêu đời nó tiếp tục nó tạo ra một cái khác nữa, hiểu không? Rồi chưa hết, bát chánh đạo cũng nằm trong đây luôn.
Nhưng có một điều là do bốn, do mấy cái điều kiện nãy mình nói đó. Là môi trường sống, môi trường là cái phải cái gì quá này, tiền nghiệp, môi trường sống, môi trường sống. Do cái đó mình đó, nó không ủng hộ cái này, cái hệ ủng hộ không? Nó không ủng hộ. Hiểu chứ đó. Hiểu. Trợ sức, trợ lực gì đó. Tại vì do mấy cái môi trường đó nó không có, nó lại chổi cái này. Khi nào mà tôi sanh ra tôi gặp thầy bạn ngon lành đó, gặp Phật cái này nọ đó, thì cái số 8 này nó mới phát triển, hiểu không? Còn tôi sanh ra gặp toàn mấy chó đẻ không thì mấy số 8 này là nó lụi luôn, hiểu không? Thì kiếp nào mà sanh ra mình cũng có số 8 này hết á, bắt cái đạo kiếp nào trong lòng cũng có đó. Nhưng mà nó, mấy cái điều kiện mình có nó không có nuôi cái này, mà nó nuôi toàn là 14 không à. Là nhờ duyên nữa, hiểu không? Là phải có đủ duyên, hiểu chưa? Dạ hiểu. Mà cũng thấy cô yêu, con mắt cô tôi biết cô yêu đời lắm, thì cô tưởng là cái xanh hai cái nào cũng già, cũng là đòn phượng rồi, còn khuya đó con, xuống là ăn cái kia kìa, hiểu không? Khổ lắm, kiếp nào xanh ra cũng, mà số 8 này nó cũng nằm trong cái khổ luôn. Nhưng mà nó xui một chỗ là 14 cũng là, 25 cũng là khổ, số 8 này cũng là khổ nè. Bởi vì số 8 này thật ra nó tượng số 25. Dạ. Hiểu không? Hiểu. Thì tôi tách cho mình, tại sao tôi lấy số 8 là, số 8 là đạo đế. Lúc nào con số 8 này cũng có bên cạnh mình đó, nhưng mà nó xui một chỗ là ba cái gì đó, ba cái khuynh hướng gì đó. Ba cái đó của mình đó, nó tệ quá thì nó không có nuôi được cái số 8 này. Thế là nó nuôi toàn là cái thằng 14 được không mà. Hiểu không? Vậy đó, hiểu không? Hiểu. Bây giờ mà về mà con nghe lại mấy cái hình tròn này nè. Hiểu không? Nó cứ tác động qua lại, nó cứ tương tác tác động. Cô có nhớ này nè. Nó kín đáo tạo ra những mỗi cái quả. Mỗi kiếp xong là một hình tròn. Trong mỗi hình tròn ấy nó có đủ nguyên nhân khổ và con đường thoát khổ. Ở trong mỗi kiếp sống á. Có một điều là ta có bao giờ quan tâm tới con đường thoát khổ ở đâu, cho nên ta bèn để cho nó héo úa tàn phai. Ta chỉ đặc biệt phát triển con số 14 rất mực dấu yêu của mình thôi. Lâu lâu cái mình trong 25 này nè, mình có sẹt sẹt chút đỉnh. Có gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp Thánh Hiền, bạn Hiền, mình có vô sẹt sẹt. Cho nên bây giờ mình được mang thân người rồi chơi, nhưng mà hết thân người này rồi đi đâu là chỉ bà cố tôi biết thôi nha. Rồi bắt đầu đi qua kiếp khác, ở đó cũng vậy, ở đó cũng tiếp tục. Cũng 14, 25, có số 8 này trong đó nữa, có. Nhưng mà dẹp luôn, xóa, dẹp, tiếp tục 14 nữa. Mà tất cả đều là khổ. Mà trong đó là có con đường thoát khổ, rồi có nguyên nhân sinh khổ, rồi tùm lum hết. Nhưng mà mình chỉ đặc biệt mình phát triển cái này. Rồi đợi chừng nào đủ duyên thì cái này nó phát triển. Rồi sẽ có một ngày nó chán. Còn hỏi gì nào chán là hỏi giờ mình Phật ra đời biết bao nhiêu rồi, bây giờ mình ngồi đây cái là mình không thèm chán. Mình là những chiến sĩ bất khuất của dòng sanh tử. Không? Những chiến sĩ bất khuất. Bây giờ là đam mê sanh tử coi như là. Mà cái sáng ngày tôi nói nó rất là quan trọng, cô phải nhớ. Cái chuyện mà cô thích hôm nay nó rất là funny, mà nó rất là hư ảo. Là tại vì mình mang thân người Việt Nam thì mình thích ăn nước mắm. Rồi mình mang thân Ý thì mình thích ăn spaghetti. Rồi tới hồi mình làm cái con gì đó là mình sống chui đúng trong đống phân. À, mà bây giờ thì do cái duyên ba la mật nó kém cho nên mình không có, mình thứ nhất mình không có tin, mình nghe nói thì mình không có tin. Rồi người ta chưa kể tôi, cô nghe cái này nữa nè. Nay mai cô về nước, cô sẽ tiếp xúc với nhiều thầy bà, những vị thầy họ an ủi cô còn chết nữa. Nói vậy thôi con ơi, mới có đâu, con cứ niệm Phật cho thầy là bảo đảm là rảnh nó phóng quang xuống là rước con đi cái rẹt, ví dụ vậy. Mà cái nhiều bà bị chết vậy đó. Nhiều bà đó, đây tôi có biết một bà bên này sĩ là bà cũng tới bà học vô lý mấy lần, bà có học với tôi rồi, bà có học với một vị bên Mỹ qua nữa. Tưởng sao nàng học xong rồi nàng về nàng mở cái đạo tràng niệm ở già. Mà nàng học với sư Liễu Tông nha. Có sư Liễu Tông rồi học với tôi, học không biết có học ai nó sẽ giác tuệ có không biết. Mà đại khái là thầy nào tới nàng cũng tới đó, mà nàng nói tiếng Anh dỗ đó ba, tiếng Anh tiếng Đức, rồi nàng nhà cửa con lành sức khỏe trẻ trung, mà đùng một phát nàng quay trở lại mình cũ. Tôi không có bác bắt tông, nhưng mà tôi chỉ nhắc một chuyện, hãy học giáo lý như thế nào để ta là một con người biết đặt dấu hỏi, hiểu không? Chứ còn đừng học giáo lý theo cái kiểu mà đóng khung, học xong là chết dí trong cái tài học là xét lại. Ngay cả tôi nói thẳng luôn, đó là ba chữ A Tỳ Đàm. Anh học như thế nào mà để rồi anh thấy đây là chỉ biết trong đây thôi, không, đây là chân lý vũ trụ duy nhất, còn ngoài ra đều trật bắt hết là không được. Bởi vì trong kinh ghi rất rõ,
Phật để lại ba tạng thì A Tỳ Đàm chỉ là một trong ba. Nếu mà nói A Tỳ Đàm tất cả vậy tăng lực tính sao trời? Hả? Tăng lực tính sao? Rồi tăng kinh tính sao? Mà mai là A Tỳ Đàm cái mà là tôi theo đuổi một đời đó, mà tôi vẫn phải nói rằng không thể có A Tỳ Đàm duy nhất được. Phải có tăng kinh chứ. Phải có tăng lực chứ. Chứ bây giờ chứ A Tỳ Đàm mà đó là cái mà tôi mê mà tôi còn phải cản nữa không? Đời này. Anh phải học cái gì hoặc cái có con cũng có người cũng vậy, mình nên chơi với người nào mà cái tim mình nó mở ra đó, thì chơi, chứ còn chơi với người mà nó đóng khung á đó. Từ ngày cô Phượng đến với tôi rồi tôi không muốn cô đến với ai dù vậy làm được, hoặc là từ ngày hoặc là chuyện trai gái cũng vậy, mình yêu nó xong lấy xong nó không cho mình chơi bạn cũ nữa, trường hợp đó tôi biết có, trường hợp đó tôi biết có nhiều. Lấy chồng xong là ông chồng cấm hết là gì tư cô út gì là em hạn chế rồi về làm cái gì mà tôi mệt đi. Rồi bạn bè các em thời đại học thôi chắc bớt, mấy nhỏ nó toàn bà tám rồi. Mình nghe nó cũng có lý. Mẹ cha nó mình theo lại nó thời gian mình còn là mình với nó. Chính xác. Trời ơi, chứ không. Nó có nha. Theo nó thời gian là nó cấm hết. Cấm hết, đầy đủ lý do để mà cấm hết. Cuối cùng là mình phá quả luôn. Mà đôi khi hồi xưa mình là một tiểu thư có tiền, có học thức, có cha mẹ, có bạn bè. Giờ lấy nó về thì coi như là tự mình thành tù. Mà tại vì do cái văn hóa xã hội nó dạy mình là bây giờ là mình đã gái có chồng rồi tâm lớn. Tôi lại cái đó mà mình nhốt tụ nó bây giờ cô không biết cái đó nó bậy cái nào đó. Cô hãy tưởng tượng con gái cô mới thấy nó bậy, con gái cô hiện giờ đang bị nhốt trong cái đó nó cô mới thấy hãi hùng, hiểu không? Có nhiều con người mà nó dã man lắm, có nhiều cái sự thật mà mình phải thấy qua bản thân và qua người thân của mình đó mình mới ngộ ra được, còn mình thấy ở người khác chỉ là bình thường. Ví dụ như nếu mà cô không có con gái, cô nghe tôi nói gì cô nói tôi không đồng ý, có người là lớn, người gái lớn, có chồng trai lớn, có vợ vậy đó bình thường, mà khi mình có chồng mình phải theo chồng. Nhưng mà cô tưởng tượng một ngày nào đó chính bản thân cô hoặc con gái cô bị nhốt, cô mới thấy nó lớn chuyện.